giới thiệu, em tên là Lò Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 6A trường trung học cơ sở Bình Dôn. Lời đầu tiên, em xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô, ban giám khảo và các bạn học sinh trong toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, những lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Hôm nay em vô cùng vinh dự được thay mặt cho liên đội trường trung học cơ sở Bình Dôn đến tham dự hội thi chúng em kể chuyện Bắc Hồ năm học 2021-2022 do ban thường vụ huyện đoàn phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện phát động. Và sau đây phần thi của em xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị và các bạn, trên mảnh đất cong cong hình chữ F của chúng ta, quả là đâu đâu cũng đẹp, đúng như lời thơ ngân nga. Có gì đẹp hơn tên sông, tên núi, tên người Việt Nam? Cái tên Tam Sơn Bắc Ninh không chỉ chính danh với những làn điệu dân ca quan họ ngực em, mà còn nổi tiếng là quê hương nghìn việc tốt. Và xứ sở Kinh Bắc tươi đẹp ấy đã vinh dự được đón Bắc Hồ, một người Việt Nam cao đẹp nhất trên đời. Đó là một buổi sáng đẹp như mơ, sáng ngày 1 Tết Đinh Dậu, ngày 19 tháng 2 năm 1967, Bác Hồ về Tam Sơn gặp mặt đại biểu các dân tộc tỉnh Hà Bắc, họp ở chùa Cảm Ứng, xe bác vừa tìm đến nơi, Nguyễn Thế Hải, học sinh lớp 1 đang ngồi đùa cùng bạn, bỗng reo lên, Bác Hồ, Bác Hồ, Bác Hồ về thăm quê hương mình biệt tốt. Cả đám thiếu nhi dừng chơi, xuống lại, quay quanh xe bác. Đồng chí cần vụ trong xe bước ra, nhắc nhở các em rồi mở cửa, người bác xuống. Bác tươi cười nhìn các em rồi hỏi, các cháu đang chơi Tết. Thưa bác, vâng ạ. Thưa bác, năm mới chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe, sống lâu. Các em vui nhau nói những điều từ lâu mong được thưa với bác, nhưng hồi hộp quá nói không được nhiều. Bác Hồ rất vui nghe các em nói xong, bác bảo, các cháu làm việc tốt, có nhớ và làm theo điều bác dặn không? Thưa bác, có ạ. Nguyễn Thế Hải đứng lên đọc liên hồi năm điều Bác Hồ dạy, đọc đồng thanh ở lớp. Một, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Hai, học tập tốt, lao động tốt. Ba, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bốn, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Năm, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Tất cả đều người như ai đã trả lời đúng. Khi bác cùng đồng chí lãnh đạo bước lên chùa, đội thiếu nhi danh dự đã dâng hoa tặng bác. Bác nhận lấy bó hoa từ tay liên đội trưởng Nguyễn Toàn Thắng rồi trao cho đồng chí cần vụ. Bác hỏi Thắng, cháu học có giỏi không, có được nhận phần thưởng của bác không? Thưa bác, có ạ. Cháu được nhận phần thưởng của bác hai lần, một lần là một cuốn sổ, một lần là hai quả cam. Cháu đã được nhận phần thưởng của bác, cháu phải giúp đỡ các bạn học thật giỏi, lao động thật giỏi để nhiều người được nhận phần thưởng của bác, thế mới tốt. Thưa bác, vâng ạ. Vâng, kính thưa quý thầy cô và Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt đã khép lại, nhưng lòng biết ơn trong tâm mỗi chúng ta đều muốn thưa với bác rằng tất cả
học sinh chúng cháu đều nguyện hứa xin khắc ghi lòng bạc dạ, thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy. Chúng cháu sẽ nhắc nhở, giúp đỡ nhau trong học tập, trong lao động và rèn luyện bản thân để không phụ lòng mong đợi, hy vọng của Bác. Thưa các bạn, tuổi trẻ của chúng ta hôm nay đã và đang tích lũy những hành trang bước vào đời, để sau này chúng ta là chủ nhân tương lai của đất nước. Muốn đạt được mục tiêu ấy, mỗi học sinh phải tự trao dồi kiến thức, không ngừng học hỏi và có ý thức trách nhiệm trong cuộc sống, trong lao động, trong học tập. Đặc biệt, năm điều Bác Hồ dạy là cái chỉ nam mãi mãi trường tồn ở mọi thời đại. Chúng em, thế hệ học sinh hôm nay xin ghi nhớ lời dạy bảo của Bác. Trường Trung học Cơ sở Hùng Sơn, chúng em lấy năm điều Bác dạy là thước đo đạo đức, nhân phẩm, tư cách của một người học sinh. Ngay từ đầu năm học, chúng em đã tuyên truyền sâu rộng trong các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đội, sinh hoạt sao, truy bài 15 phút đầu giờ và đã có hiệu quả rõ rệt. Đó là ý thức của từng bạn được nâng cao, thân ái bạn bè, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, trong lao động, có ý thức kỷ luật tốt. Cuối tháng với chủ đề trường chúng em tổ chức rút kinh nghiệm khen chê kịp thời. Kính thưa ban tổ chức, trên đây là câu chuyện kể về Bác và chúng em đã vận dụng vào thực tế đời sống hàng ngày. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chủ ý lắng nghe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn phần thi dự thi của em Lò Thanh Huyền với câu chuyện Bác Hồ đã vượt hoa nghìn biến cốc. Và nối tiếp chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị, quý thầy cô cùng hướng lên sân khấu để chào đón số báo danh 25 em Lò Thanh Bình, trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Chiên với câu chuyện Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên. Mường Chiên hay Bình Minh? Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, em là Lò Thanh Bình, em đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Chiên. Sau đây em xin trình bày phần thi của mình qua câu chuyện Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên. Trong cuộc đời hoạt động và sự nghiệp cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm